Hôm nay ba Trường và sẽ cùng nhau vẽ chú chó Cute. Đúng rồi, hôm nay kênh ba cho con sẽ cùng nhau vẽ một chú chó Cute nha. Các bạn nhớ subscribe trên kênh của ba cha con và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của kênh ba cha con nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng ba Trường cùng Thì Dương sẽ cùng nhau vẽ chú chó Cute thôi. Let's go nào. Ok, let's go. Ok, là nhìn ống kính. Ống kính đó, nhìn ống kính chứ phải nhìn đó. Ok, bây giờ ba Trường và Thì Dương đã hoàn thành xong bản vẽ của chú chó đốm rồi. Thì bây giờ là đây là thành phẩm của ba Trường đây. Đó, các bạn thấy Cute không? Và đây là thành phẩm của Thì Dương đây. Đó, các bạn thấy Cute không? Và các bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con và nhớ bấm vào chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của kênh ba cha con nha. Và bây giờ ba xin con xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.